Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay mình có đến nhà vườn của chị Thủy nha. Ở một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, em chào chị. Dạ, chào Pháp Thái, chào cô chú anh chị. Nay nhà vườn của em là có lên số mặt hoa giấy đó là rất là nhiều loại ha. Rất là nhiều loại. À, nhà vườn của em là ở ấp Khánh Ma, xã Tân Trung, huyện Bình Chánh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em đồng thời như số Zalo của em là 0969553364. Không mất thời gian của cô chú anh chị lên mã số 1 nha. Một cây ngũ sắc năm màu Thái của anh chị em. Phơm tàn gom đang full bông. Rồi chiều cao luôn chị. Tán ngang. Tán ngang là 97. Cao là 109. Đâu hoành nha. Hoành của cây là 18. Thì cái cây này cái phôi nó có bị va chạm thôi, khi mà đem phôi về nó bị vết chỗ này thôi quý anh chị em. Gồm có 5 màu Thái, gồm có đỏ, hồng, vàng, cam và trắng phớt hồng, cây đủ 5 màu. Đó, cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 550k nha. Bao phí ship toàn quốc ha. Bao gồm phí ship luôn nha. Rồi, đó, dạ, cây luôn chị. Dạ. Em xin phép mà xuống lên mã số 2. Mã số 2 là cây hồng gân nguyên dạng. Mã số 2. Hồng gân. Rồi, thông số luôn. Tán ngang của cây là 81. Cao là 89. Hoành là 21. Mã số 2, M2 quý anh chị. Mã số hôm nay là M. Xin phép giao lưu cây mã số 2 này 380k nha cô chú anh chị. 380k. Xin phép lên mã số 3. Cây tím tuyết lá cẩm thạch quý anh chị, đang phun bông. Dòng này cực kỳ sai hoa nha. Màu tán cho cô chú anh chị. Tán ngang 79. Cao 80. Hoành 18. Hoành 18 nha. M3. Đang ra hoa luôn nha cô chú anh chị. Em xin phép xuống mã số 3. Giá luôn chị, giá luôn. Mã số 3 này em xin giao lưu là 330k nha cô chú anh chị. Bao gồm phí ship luôn nha. Rồi. Dạ. Mã số 4. 4. Cẩm thạch tím siêu bông quý chị, phơm tròn ha. Ngang của cây là 50. Cao 77. Hoành 12. Hoành 12. M4, mã số M4 anh nhìn chị em. Mã số M4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 280k nha, 280k. Phép lên mã số 5. Cây cẩm thạch tím lục bình của anh chị em. Tán ngang của cây là 63. Cao 80. Hoành 17. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha, 330k. Mã M5 nha cô chú anh chị. M5. Xin phép xuống ạ. Mã số 6. Tím Pháp. Mã số 6 tím Pháp. Phơm đặc quý anh chị em. Tán ngang của cây là 78. Cao của cây là 86. Hoành của cây là 19. Tím Pháp.
xin giao lưu với cô chú anh chị. Mà sáo này giá 380k nha, 380k. Bà xếp luôn. Dạ, xin phép xuống. Mà sáo. Mình mã số 7. Tiếp tục là cây tím Pháp à. Rồi, thông số luôn chị. Lộn qua ta. Tán ngang của cây là 57. Cao là 61. Hoành của cây 12. Tím Pháp. Ở số 7 này em xin giao lưu là 240k. 240k nha. M7. Số 8. Một cây tím siêu hoa. Cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Tán ngang của cây là 69. Cao của cây là 90. Hoành của cây 12. Số 8. Mã số 8 này em xin giao lưu là 290k nha cô chú anh chị. 290k. Em xin phép xuống mã số 9. Mừng hả? Cây dưa hấu. Là tán ngang. Tán ngang của cây là 64. Cao của cây là 835. Hoành của cây là 14. Mã số 9 này em xin giao lưu là 270k nha. 270k. Em xin phép xuống ạ. Một cây dưa hấu đỏ anh chị em. Đang full búp. Mã số 10. Em phép lên mã số 10. Một cây tím tuyết ha. Tím tuyết. Đo thông số. Ngang của cây là 62. Cao của cây là 93. Hoành của cây là 16. Em xin giao lưu mã số 10 này là 280k nha. 280k. Phường rất là tròn ha. Rồi, đo cây luôn. Số 11. Cây hai màu anh chị em, cẩm thạch cam cầu vồng và cẩm thạch màu đỏ. Rồi thông số luôn chị. Dạ. Ngang của cây là 73. Cao của cây 81. Hoành của cây là 12. Em xin giao lưu với mã số 11 này là 260k nha. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12. Một cây cẩm thạch hồng. Cẩm thạch hồng. Tán ngang của cây là 66. Màu này rất là ngọt anh chị em. Cao của cây là 69. Hoành 10 nha cô chú anh chị. Cẩm thạch hồng này em xin giao lưu là 270k. Mã số 12. 12, mã số 12. Form rất là tròn với anh chị em. Mã số 13. Một cây hồng gân với anh chị em. Đo thông số. Tán ngang của cây là 94. Cao của cây 91. Hoành của cây là 16. Em xin giao lưu cây hồng gân này là giá 380k nha cô chú anh chị. Mã số 13. Mã số 13, cây hồng gân. Đang rực hoa.
số 14. Mã số 14. Cây nhiều màu anh chị em. Gồm có tím tiết, trắng tiết, hồng tiết. Ba màu luôn nha cô chú anh chị. Đó. Ngang của cây đó là 89. Cao của cây là 93. Hoành của cây là 16. Em xin giao lưu mã số 14 này là 350k nha cô chú anh chị. 350k. Mã số 15, một cây tím tuyết à. Mã số 15. Thắng ngang của cây là 63. Cao của cây là 82. Hoành của cây 11. Em xin giao lưu mã số 15 này 280k nha cô chú anh chị. Một cây tím tuyết anh chị em. Tím tuyết. Em xuống ạ. Mã số 16, một cây dưa hấu á, dưa hấu đỏ anh chị em, đang cứng búp ở trên. Mã số 16. Thắng ngang của cây là 67. Cao 81. Hoành của cây 21. Cây dưa hấu mã số 16 này giá 280k, 280k cây dưa hấu. Mã số 17 tiếp tục là tím tuyết quý anh em. 7. Ngang của cây là 60. Cao 89. Hoành 10 ạ. Mã số 17 này giá 270k của chú anh chị, 270k tím tiết. Em xin xuống. Mã số 18. Mã số 18, một cây cẩm thạch hồng. Màu này nó giống như màu hồng thái á quý anh chị em. Màu hồng rất là ngọt á. Dạ. Cây này khoảng 5 ngày nó rất là đẹp. Thắng ngang của cây 78. Cao 81. Đế uốn lượn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế 18. Hoành thân 18. Cẩm thạch hồng. Cẩm thạch hồng này, xin giao lưu với cô chú anh chị là 400. 400k. Bao phí vận chuyển toàn quốc. Mã số 19. Mã số 19. Một cây ngũ sắc 5 màu thái bên cho em. Cây này cái form gồm. Tăng ngang 90. Cao 110. Mét 1. Hoành của cây 14. Mã số 19. Mã số 19. Mã số 19 420k của chú anh chị. 420k. Ngũ sắc 5 màu thái của anh chị, đủ 5 màu ha. Nha. Đang rực hoa luôn. Mã số 20. Số 20. Một cây tím bướm của anh chị em. Ngang của cây 79. Cao 68. Hoành 22. Cái tím. Mã số 20. Mã số 20 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 350k. 350k. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 30 này mở cuối clip luôn hả chị? Rồi, cuối clip luôn. Rồi, cuối clip mong quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo lựa chọn những cây nghí liên hệ trực tiếp ha. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn.